Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đang thụ lý vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân với bị can Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam Bình Dương và 4 đồng phạm do Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chuyển qua. Trước đó, ngày 31 tháng 5, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị điều tra bổ sung 3 nội dung, trong đó đáng chú ý là 2 yêu cầu: làm rõ hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam, có đồng phạm với Nguyễn Phương Hằng hay không khi có những lần ông Dũng cùng tham gia các buổi livestream ở Công ty Đại Nam ở nhà, và đề nghị làm rõ hành vi có dấu hiệu làm nhục, vu khống người khác. Công an xác định hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng chưa đủ cơ sở cấu thành tội phạm. Đồng thời, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có cùng quan điểm với cơ quan cảnh sát điều tra về hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng. Theo hồ sơ vụ án, tháng 3 năm 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín danh dự của người cá nhân. Để tăng độ tin cậy cho những phát ngôn của mình, bà Nguyễn Phương Hằng mời ông Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, giảng viên đại học tham gia buổi livestream của mình. Khi bà Hằng phát ngôn xúc phạm người khác thì ông Đặng Anh Quân tương tác phát ngôn về nội dung liên quan. Ông Đặng Anh Quân đã góp phần cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội.